rồi. Giỏi thế. Phải dính cá à? Tiếp tục dính cá mọi người. Từ từ từ. Ây da. Ok, xong rồi. Thêm một con cá nữa. Vào rổ. Đây. Góc sông Sài Gòn. Kia là bến Nhà Rồng nè. Đó. Tòa nhà cao thành phố. Một lát là đi mua. Ghê. Đây cá cần thu. Đây góc Sài Gòn nha mọi người. Rồi thành phố lên đèn. Phố lên đèn. Ơi. Quá đẹp nha mọi người. Một cảnh quay rất là đẹp luôn. Đó. Ok luôn không? View cực kỳ đẹp luôn. Sông Sài Gòn nha. Quá đẹp. Bên kia là quận 2. Rồi bây giờ tối luôn mọi người. Đấy. Ok mọi người. Ăn tối luôn. Trời ơi cục cá. Wow.
ham câu quá. Lên hàng. Ok. Rồi ok mọi người, thành quả đi câu rồi đây. Đấy. Toàn cá tre sông Sài Gòn nha mọi người. Đấy. Ồ. Con to này nó màu vàng ha. To hả? Bạn con to luôn, to là màu khác. Đấy. Đó là một đứa phú. Đây, một con bạch tàng nữa. Chất lượng. Rồi tạm biệt mọi người nha. Rồi tạm biệt mọi người nha. Lần sau mình sẽ làm những clip về cuộc sống Sài Gòn nha mọi người. Bye bye.